Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn ở bên Nhật Bản, các bạn ở Hàn Quốc và tất cả mọi người ở khắp cả ba miền nha. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube chứng khoán của Thái Ngô Capital ha mọi người, để nhận định thị trường cho ngày mai, ngày 29 tháng 6. Video ngày hôm qua thì chúng ta nhận được hơn 100 bình luận ha mọi người, rất là nhiều câu hỏi ở những chiều mua, chiều bán. Và mình đã giúp đỡ cho mọi người trả lời những câu hỏi này là trước phiên giao dịch nha, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của ngày hôm nay đó mọi người ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó ngang qua câu chuyện của thị trường thế giới trước ha. Thì hiện tại là bây giờ cái khung giờ mình đang làm video này là châu Âu đã mở cửa rồi. Hiện tại là Đức, Pháp, Anh hầu như là đều tăng điểm ha mọi người. Với hợp đồng phái sinh của Mỹ hiện tại là US30 á, là đang được long nha. Đối với là cái nhóm hàng hóa commodity ngày hôm nay thì là giá dầu hiện tại là vẫn đang up là khoảng 1-2% ha mọi người. Đa phần cái câu chuyện dầu hiện tại đang xoay quanh ở cái vùng giá đó là khoảng 110-115 đô la nha. Đối với lại thị trường châu Á ngày hôm nay á, thì Nikkei đã vì sao mọi người ạ? Nikkei ngày hôm nay là vẫn giữ được cái chỉ số xanh ha mọi người. Bên cạnh đó là S&P của Úc vẫn tăng điểm. Và gần như là cả thị trường châu Á ngày hôm nay thì nó cũng có cái sự tăng điểm ok cho mọi người ha. Bởi vì nó hưởng ứng được cái chiều tăng điểm của thị trường Mỹ vào cái phiên cuối tuần, tức là phiên thứ 6 mọi người ha. Bây giờ mọi người sẽ cùng gắn mắt trên màn hình nè. Đối với lại KOSPI tức là chỉ số Hàn Quốc đó mọi người, thị trường Hàn Quốc ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục có một cái phiên hồi phục lần thứ 3 ha mọi người. Còn đối với lại cái chỉ số ví dụ như Nikkei 225 nha, ngày hôm nay thật sự mà nói Nikkei 225 á mọi người ạ, là tiếp tục là có một cái có hiện tượng là tăng giá hồi phục từ sau cái giai đoạn là vào cái đáy vào ngày khu vực là ngày 20 tháng 6 là đến thời điểm hiện tại là ông này đang có một cái giai đoạn hồi phục khá là thuyết phục ha mọi người. Nếu như chúng ta nhìn nhận trên Fibonacci là hiện tại đối với lại chỉ số Nhật Bản á, Nhật Bản gần như nó đang kéo giá lại cái vùng khoảng 0.5, thậm chí là nó sẽ giao cắt đối với lại 0.618 đó là thị trường của châu Á. Còn đối với lại cái cánh của chỉ số Nasdaq ha mọi người ha, thì chỉ số Nasdaq là sau một cái phiên bùng nổ theo đà thì ngày hôm qua đó mọi người ạ, tức là tối theo giờ Việt Nam á, là nó có một cái trạng thái là trả điểm nhẹ lại, chưa có test lại 1/2 đoạn này nha, và vẫn tiếp tục là ủng hộ một xu thế là bùng nổ theo đà đối với thị trường của Mỹ ha mọi người. Còn hiện tại hỗ trợ thì nó cũng gần như là ở khu vực là khoảng 11.430 ha mọi người đối với thị trường của cánh thế giới. Ok chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ đi ngó qua câu chuyện của thị trường trong nước nha mọi người. Thì mọi người ơi, ai là chưa đăng ký thì mọi người hãy cùng nhau là bấm một nút like nha. Và ai chưa đăng ký thì hãy bật cái nút đăng ký này và hãy gửi cái thông tin này cho nhiều người để cùng biết đến nha. Bật cái nút đăng ký và bấm cái quả chuông bên cạnh ha mọi người. Bởi vì đây chính là những nỗ lực tâm huyết của mình làm trong những cái video nha. Mình phân tích rất là rõ ràng, kỹ lưỡng và logic cho mọi người ha. Ok, thì bây giờ đối với lại thị trường trong nước ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vài cái tin như thế nào mọi người. Có lẽ là chắc mình sẽ đi điểm tin ngắn gọn ha. Ngày hôm nay thì chắc có lẽ là xoay quanh cái câu chuyện của ATR. Thực ra mà nói mọi người ạ, cổ phiếu ATR ngày hôm nay là tiếp tục nằm sàn nha mọi người. ATR ngày hôm nay là tiếp tục một câu chuyện nằm sàn và vẫn tiếp tục là bị chắc khoảng 22,3 triệu cổ ha. Ok, thì xoay quanh câu chuyện của ATR thật sự mà nói thì nếu như đối với mình là một người đầu tư thì mình sẽ không có trong giai đoạn này, mình sẽ không có thực hiện những cái hành động là mua hoặc là bắt đáy đối với những cổ phiếu này. Tuy nhiên nha mọi người ha, mình cũng nhìn nhận là một cái vấn đề như thế này mọi người ạ. Có nghĩa là trong thị trường này chúng ta có hàng ngàn cái mã cổ phiếu có ba chữ cái, đồng ý không mọi người? Cho nên á, không nhất thiết là chúng ta cần phải đau đầu khổ sở, nhưng mà thật sự những cái sự vận động trong thị trường á, các bạn cần phải nắm để sau này là đôi khi nó rơi vào trong tình huống của cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ ha, thì chúng ta còn biết cách mà xử lý, đúng không mọi người? Thì đối với cái câu chuyện của ATR tức là bà Đặng Thị Hoàng Yến ha, đây thì có nói như thế này, bà Đặng Thị Hoàng Yến kêu cứu về cái việc là buộc phá sản tập đoàn Tân Tạo. Thì nói chung là nội dung này mọi người đọc thì nó cũng rất là nhiều nội dung. Thì cụ thể là cái công ty mà yêu cầu đó là cái công ty Quốc Linh nè mọi người ạ, không đề nghị thi hành án theo cái luật thi hành tòa án dân sự ha. Thế đó, mà ông này là buộc phải mở cái thủ tục là phá sản nhằm buộc cái công ty Tân Tạo này phải thanh toán cho công ty Quốc Linh này là 21 tỷ đồng. Và trong cái con số 21,4 nè, nó có khoảng là 14,3 tỷ là nợ gốc và lãi là 7,1 tỷ. Và trong cái vụ nợ này nó cũng có rất là nhiều cái thứ thú vị cho mọi người ha, mọi người phải tìm hiểu kỹ. Và buộc đó là sao ạ? Có một cái thông tin như thế này, là theo bà Đặng Thị Hoàng Yến á, Aitaco có nghĩa là ATR nha mọi người ha, có tổng tài sản hiện tại là gần 13.300
13,3 nghìn tỷ đồng. Và đây là một trong những công ty niêm yết và công ty đầu đàn trong cái việc phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Việt Nam. Và khoản tiền mà bị công ty Quốc Linh này ký buộc trả là chiếm chưa tới 0.2% tổng cái giá trị tài sản à. Cho nên cái việc mà buộc cái công ty này phá sản là quá trời vô lý ha. Chắc có lẽ là dùng cái chữ quá trời vô lý thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok chưa ạ? Còn cái câu chuyện bên trong là như thế này nè mọi người. Mọi người có thời gian mọi người đọc ha, nó rất là thú vị. Có nghĩa là cái công ty Quốc Linh này nè ha, phối hợp với một cái ông là ở đâu mọi người, vì cho nó dễ hiểu vấn đề là cái ông Quốc Linh á, ổng kết hợp với lại cái ông mà Việt Nam Land này nè, rồi ông này thì đi bơm cát ha, ông này đi bơm cát cho cái gì ạ, trong cái mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam Land và Quốc Linh nè, Việt Nam Land đã thanh toán cho Quốc Linh tổng cộng là 39,2 tỷ đồng. Rồi đến một ngày đọc trời á, thì cái ông mà tổng giám đốc của Việt Nam Land này là cái ông mà thực hiện hợp đồng bơm cát á thì bỏ trốn nè ha. Và sau đó là công ty Quốc Linh này đi kiện cái ông này. Rồi ok chưa ạ? Rồi sau đó là không những kiện cái ông mà Việt Nam Land này nè ha. Rồi công ty này còn yêu cầu là kiện luôn cái ông gì ạ? Đó là có nội dung là khởi kiện bổ sung ha. Là yêu cầu công ty Tân Tạo phải thanh toán cho công ty Quốc Linh số tiền là 14,18 tỷ đồng. Vì công ty Tân Tạo này đang sở hữu cái lượng bơm cát của công ty Quốc Linh ha mọi người ha. Nếu công ty Tân Tạo này á, tức là cái vụ kiện này diễn ra vào năm 2014, và nếu cái công ty Tân Tạo này mà không thực hiện cái vụ mà trả tiền á thì sẽ đề nghị tuyên là hủy hợp đồng bơm cát đó. Và trong nói chung là trong quá trình xét xử, công ty Tân Tạo yêu cầu công ty Quốc Linh này phải đưa ra một vài cái lý do như sau. Thứ nhất á, là ông phải xác định rõ cái vị trí mà ông đã bơm cát cho tôi. Thì nói chung đọc nó dài dòng lắm, thì công ty Quốc Linh này đều không chỉ ra được vị trí bơm cát mà họ đang kiện đó, rất là lạ đúng không mọi người. Thứ hai, công ty Tân Tạo tức là ADA cũng yêu cầu cái ông Quốc Linh này nè phải nộp báo cáo thuế của những năm 2010-2011 để chứng minh là nguồn mua cát thuê xà lan từ mỏ nào đó, và phải yêu cầu luôn ha. Cái thứ ba là ADA tiếp tục là sao ạ, toàn bộ biên nhận san lấp cát của Quốc Linh trình lên tòa bị sửa vào ngày, và người hưởng thụ là ông Huỳnh Một, mà ông này thì là có quan hệ là cha vợ của giám đốc công ty Quốc Linh, và ông Huỳnh Một này cũng là một trong những nhà thầu của Việt Nam Land ha mọi người. Thứ tư á, cái này thì nó không quan trọng lắm, nhưng mà thứ tư nè là các cái hồ sơ công nợ hoàn toàn chỉ có chữ ký giả mạo. Nói chung rồi sau đó là những cái bản án sơ thẩm nè, bản án phúc thẩm, rồi tiếp tục là đưa lên cái chỗ này mới chằng chéo nè mọi người ha, tòa án nhân dân cấp cao nè ha, nhiều lắm. Cho nên là mọi người ai mà sở hữu cổ phiếu của ATA thì mọi người hãy nên đọc cho kỹ vấn đề mọi người ạ. Còn bây giờ thật sự mà nói, nếu mà trường hợp một cái nhà đầu tư nào đó ha, trong thị trường ha, nếu mà nhìn trong những trạng thái này thật sự mà nói thì mình cũng không có mặn mà, bởi vì nó có rất là nhiều câu chuyện ở ngoài kia đúng không mọi người. Còn nếu thật sự mà nói bây giờ nhìn trên góc độ về kỹ thuật ha, thì giống như hôm qua mình có nói là để mà nó phá vỡ qua khu vực để về cái vùng giá khoảng 7 số tròn ha, thì chắc cú là ông này phải đạp xương gió qua luôn cái vùng giá là khoảng 8 số tròn. Thì hiện tại là còn một phát đề ba nữa là nó sẽ test trở lại vùng giá này ha mọi người ha. Như vậy là hiện tại là nó đang có hai cái phiên sàn. Còn về volume ngày hôm nay thì cũng bắt đầu nó cạn kiệt dần ha mọi người ha. Còn nếu nói về cái quan điểm là thật sự mà nói, ai mà thuộc cái trường phái bắt đáy thì mọi người cũng hãy kênh me đối với những cái trạng thái như thế này. Bởi vì nếu trường hợp mà bản chất á, mà nó không đúng như cái câu chuyện thì thật sự mà nói nó sẽ hồi phục lại rất là nhanh ha. Còn mình thì mình sẽ không thuộc cái tiếp mà bắt đáy như thế này ha. Tuy nhiên mọi người cũng lưu ý là đối với những cái cổ phiếu mà xảy ra những cái trạng thái như thế này thì mình sẽ có một cái keyword cho mọi người nha, tức là cái mô hình hòn đảo, tức là Iceland Reversal nha mọi người, ở đấy nha mọi người ha. Thì mọi người hãy nên tìm hiểu cái này để mọi người là có thể là khi mọi người đưa ra quyết định bắt đáy thì mọi người sẽ có những cái trạng thái đi lệnh nó hợp lý không. Rồi xong cái câu chuyện này, bây giờ mới là vấn đề của chúng ta này nha mọi người ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chuyện bên trong thị trường ngày hôm nay, đó là nhìn vào khía cạnh là VN-Index nha mọi người. VN-Index ngày hôm nay á mọi người ạ, thì đóng cửa là bao nhiêu mọi người, tăng 15 điểm tương ứng là 1.27% ha mọi người. Ok, và ngày hôm nay là tiếp tục ngày hôm nay là nước ngoài có một động thái mua ròng, tính từ ngày 15 tháng 6 theo cái lũy tiến đó nha, thì tiếp tục là nước ngoài đang có 10 cái pha, trong 10 phiên đổ lại đây thì có là 7 phiên mua ròng ha. Ok, đây cũng là một tín hiệu tích cực cho thị trường, hợp lý không ạ?
Và đối với lại cái phiên ngày hôm qua thì mình có nói, có nhận định là như thế nào mọi người ạ? À? Tín hiệu tích cực thì Thái Ngô có đưa ra một vài cái tín hiệu tích cực sau đây. Thứ nhất á là có ông nước ngoài mua ròng. Thứ hai là cái câu chuyện là sao ạ? À? Cái hợp đồng, cái vụ mà phái sinh bắt đầu là cái volume bắt đầu nó cạn kiệt dần ha. Có nghĩa là cái sự thanh khoản mình nó không còn cao như ngày xưa nữa. À mọi người, đó là một trong những cái tín hiệu tích cực. Và thứ ba đó mọi người ạ, à, là những cái nhóm cổ phiếu mà nó tăng tăng hồi trở lại, nó không mang tính chất là bị bán tháo nữa ha, và nó vẫn tiếp tục là điều tiết chỉ số. Và ngày hôm nay rõ ràng mọi người ạ, à, nhóm bất động sản ngày hôm nay lại là những cái nhóm mà nó ra tay và nó vẫn tiếp tục giữ cho chỉ số thị trường rất là ổn định ha. Thì đây là một trong những cái tín hiệu tích cực mà nó không bị sao ạ, à, bị đạp tháo để nó chạy, tức là dòng tiền nó vẫn đang tiếp tục vào trong thị trường. Và ngày hôm nay vẫn là một cái tín hiệu tích cực nữa là mọi người biết cái gì không ạ? Ngày hôm nay tín hiệu tích cực là sao ạ? Cái tính thanh khoản của thị trường ngày hôm nay là tiếp tục được cải thiện ha. Và ngày hôm nay gần như là cái volume nó đang chạm lại khu vực là EMA 20 ngày, tức là trung bình 20 phiên nha mọi người. Nó đang chạm lại cột mốc này và rơi vào cái khu vực là khoảng 588 triệu cổ ha. Và với lại cái giá trị thanh khoản ngày hôm nay là rơi vào giá đó là rơi vào cái là khoảng 14.425 tỷ nha mọi người. À, đối với lại câu chuyện ngày hôm nay thì cái số mã tăng là 326 mã tăng và số mã giảm chỉ có là 136 mã giảm. Như vậy là mình cũng giống như câu chuyện của ngày hôm qua là cái gì ạ? Là cái mức độ là tỷ lệ 3-1 ha mọi người ha. Và phân bổ dòng tiền ngày hôm nay là vẫn tiếp tục là một cái gì ạ? Một cái phiên là thể hiện cái dòng tiền mua chủ động 7.529,9 tỷ ha. Còn đối với lại cái dòng tiền mà bán ra, bán bị động, bán chủ động nha mọi người ha, chỉ có thể là khoảng 4.470 tỷ. Như vậy là cái cán cân nó bắt đầu nó cũng có những cái phe mua chủ động vào thị trường. Ok chưa ạ? Rồi, đó là bây giờ mình sẽ coi thử là cái ông tự doanh nó có số liệu chưa? Nước ngoài ngày hôm nay mua ròng ha mọi người ha. À, coi thử tự doanh ngày hôm nay là ngày hôm nay thì hiện tại là vẫn chưa có số liệu ha. Còn ngày hôm qua thì tự doanh là bán ròng khoảng 118 tỷ ha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cụ thể cái là cái gì mọi người ạ? Tức là mình sẽ phân tích cụ thể cho mọi người đối với đồ thị của VN-Index nha. Thì tiếp tục ngày hôm nay nếu mà nói về ngày hôm nay là một cái phiên bùng nổ theo đà chưa thì mình khẳng định là vẫn là chưa ha mọi người ha. Vẫn tiếp tục là một cái phiên hồi phục. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái tỷ lệ phần trăm tăng ngày hôm nay là chỉ có khoảng 1,27% ha mọi người, 1,27% thì nó vẫn chưa đáp ứng được cái tiêu chí là chúng ta đặt ra là cái ngày bùng nổ theo đà là cái ngày đó là cái lượng vol ngày hôm nay thì có thể là đảm bảo ha. Nhưng mà thật sự cái bùng nổ theo đà ngày hôm nay thì nó vẫn chưa có sự đồng loạt của rất là nhiều nhóm ngành, nó chỉ tập trung dòng tiền ở những cái nhóm trọng điểm ha mọi người, tức là bất động sản nè, rồi chứng khoán nè, mọi người, bất động sản và banh ha. Đó, và nó rải rác ở một số cái cổ phiếu trong một vài nhóm ngành nào đó thôi, chứ nó chưa mang tính chất là đồng loạt thị trường. Và cái chỉ số tăng ngày hôm nay là chỉ có thể là VN-Index là khoảng 1.27%, cho nên nó vẫn chưa đại diện cho một cái số chung ha. Như vậy chúng ta vẫn tiếp tục có một cái phiên hồi phục lần thứ tư ha mọi người. Ok, đó là cái tiêu chí lần thứ nhất chúng ta sẽ nhận định ha. Cái thứ hai, vấn đề thứ hai đó mọi người ạ, là đúng như kịch bản là ngày hôm nay ha, mình có kể đây mọi người ạ, y bài luôn. Cái những gì mình thể hiện ngày hôm qua là còn y chang nha mọi người ạ. Là nếu chúng ta xác nhận đây là một cái đỉnh và đây là một cái đáy thì hiện tại Fibonacci thối lui đang chạm lại khu vực 1220 ha mọi người. Thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là có hiện tượng là bị chốt lời trong phiên, đúng mọi người ha. Quan trọng là do cái dòng tiền nó kéo banh và kéo bất động sản thì nó chiếm trọng số rất lớn, cho nên vô tình nó làm cho gì ạ, chúng ta sẽ không thấy được bên trong của thị trường. Nhưng mà có những thời điểm là thị trường nó bị chốt lời ở vào phút cuối phiên ha, những cái phút cuối phiên, 15 phút cuối phiên mọi người ạ. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhận định như thế này. Hiện tại mình sẽ bỏ cái này để cho nó dễ nhìn nè. Hiện tại nha, cái hỗ trợ gần nhất của VN-Index hiện tại là chúng ta sẽ dời, đúng mọi người, sẽ dời lên là ông này sẽ quanh khu vực là 1200 ha mọi người. Còn trên khung nến 1 giờ ha, trên khung nến 1 giờ thì tiếp tục là ở quanh khu vực là 1193, tức là chạm. Còn mà để mà ok luôn ha, mình sẽ lấy cái mốc này luôn. Đó là quanh cái mốc 1185. Đó sẽ có hai cái kịch bản là cái hai vùng hỗ trợ này ha mọi người ha. Hai vùng hỗ trợ đó là thứ nhất. Cái thứ hai á là hiện tại với một cái trạng thái mà đánh xung lực mạnh như thế này thì có lẽ là rất là cao, xác suất rất là cao. Mình sẽ lấy cái chỗ này. Xác suất rất là cao là chỗ này nó sẽ khả năng nó chinh phục lại cái đoạn nào mọi người biết không ạ? Cái vùng giá, cái vùng này luôn. Và trong cái vùng này thì cái kịch bản này nó vừa là chiếm lại cái mốc gáp chỗ này nè mọi người. Đây, đây là một cái đoạn gáp nha. Đó. Và cái thứ hai là nó sẽ tiệm cận lại cái gì ạ? Cái đường EMA 20 của VN-Index, tức là rơi về khu vực khoảng 1240. Tức là bây giờ chúng ta sẽ có
hai cái trạng thái, một là lấp luôn cái vùng gấp khoảng 1225 ha mọi người, đang lỡ dở chỗ này ha, và tiếp tục là nếu mà thật sự tích cực lắm thì nó sẽ chạm lại cái khu vực vùng giá chỗ này và lên trong, và trong những trạng thái này thì chắc cú nó sẽ có những cái trạng thái gì mọi người ạ? Nó sẽ có những cái trạng thái rung lắc rất là mạnh ha. Còn về nếu mà chúng ta nhìn nhận trên cái khung khung lớn như thế này và nhìn vào á thì khả năng là cũng rất là cao là nó sẽ có xác suất là tạo thành một cái mô hình là chữ W đúng không mọi người ha. Và cái đáy hiện tại là ở đây và hai đáy, còn trên khung nến 1 giờ đối với lại VN-Index nha thì hiện tại là chúng ta liên tục thấy là sao ạ, là khung nến 1 giờ nó tạo ra những cái đáy sau đúng không mọi người, nó tạo liên tục tạo ra những cái đáy và những cái đáy sau nó liên tục là cao hơn đáy đáy trước đó ha. Cho nên đây cũng là một cái động thái nó ủng hộ cho cái kịch bản là thị trường nó tạo đáy quanh ngắn hạn ở đâu đây rồi, ok chưa mọi người. Còn đối với cái việc mà đi lệnh á, thực sự chúng ta sẽ đi phân tích như thế này, đối với những ai mà thật sự mà chưa mua thì mọi người hãy nên chờ những cái phiên bùng nổ theo đà, đó là mọi người chỉ giải ngân là khoảng 1/3 tỷ trọng ha. Còn hiện tại đối với một số nhóm ngành, đối với một số nhóm ngành ha mọi người ha, nó đã có cái chuyện là nó đã có những cái trạng thái là kéo rất là mạnh rồi và nó chạm lại những khu vực là kháng cự, cho nên nó sẽ rơi vào cái trạng thái là đi chốt lời, cho nên mọi người cũng lưu ý không được phép FOMO mọi người ha. Rồi bao nhiêu trận là mọi người là chết vì cái này rất là nhiều. Còn khi nó hình thành một cái hộp giá, khi trường hợp nó test quay trở lại hỗ trợ, một là mọi người mua ở vùng hỗ trợ, hai là mọi người chờ, mọi người thăm dò khi thị trường chung nó có những dấu hiệu dòng tiền vào rất là mạnh, ủng hộ cho kịch bản là bùng nổ theo đà ha, thì mọi người có thể là mua. Và khi mua mọi người lưu ý là từ cái điểm mà điểm mua chuẩn á, nó phải là đừng có quá 5% thì mọi người mua sẽ an toàn hơn nha, không đu đọt, ok chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngó qua câu chuyện của VN 30F1M, tức là ông phái sinh nha. Ông phái sinh ngày hôm nay thì tiếp tục là sao ạ? Vẫn là một trạng thái là thực hiện hợp đồng long ha mọi người, tăng 13,1 điểm, tăng tương ứng là 1.05% ha. Và nó còn cách cái gì ạ? Nó còn cách ngày hôm nay là đúng như kịch bản là ông này đã lắp gáp trước rồi nha mọi người ha. VN30F1M đã lắp gáp, còn VN Index hiện tại là chưa lắp cái gáp này nha. Đó là khu vực khoảng giá là 1.225. Còn VN30F1M đã xong được cái kịch bản thứ nhất là lắp cái gáp này và hiện tại ông này còn cái hỗ trợ, tức là cái đường đen mình có kẻ này ha, là ngày hôm nay ông này chạm lại ngay khu vực này ha mọi người, tiếp tục tăng giá long phái sinh và đã chạm về đây rồi. Còn hiện tại cái kịch bản là ông này á sẽ chạm lại cái đường EMA 20 này thì nó quanh lại khúc khoảng 1.274 điểm ha mọi người lưu ý. Thì đối với những cái trạng thái mà đưa về những cái giá này thì thật sự nó sẽ có những cái trạng thái rung đất rất là mạnh ha mọi người ha. Còn bây giờ cái hỗ trợ gần nhất đối với lại VN30F1M thì có lẽ là chúng ta sẽ lấy mốc gì ạ? Ở đây, chúng ta sẽ lấy cái râu nến ở đây. Một là có lẽ là ở quanh cái vùng giá khoảng bao nhiêu mọi người ha? Đã tạo được cái đáy thứ nhất nè. Quanh là 1230, 32, 34 gì nữa ha. Là đúng ngay cái râu nến này ha mọi người, để xem nó có tạo được cái đáy thứ hai để nó nâng nền đi lên hay không thì chúng ta cần phải quan sát đối với thị trường ha. Rồi, còn VN30 ngày hôm nay là tăng bao nhiêu điểm mọi người? VN30 ngày hôm nay thì thể hiện cái trạng thái dứt khoát hơn nha mọi người ha. Tăng 1.33% tương ứng là 16,74 điểm và nó đã lắp luôn cái gap này rồi, và đồng thời nó gần như là nó chỉ còn cách khoảng bao nhiêu điểm số nữa mọi người? 1.273, như vậy nó cách khoảng là 7-8 điểm nữa thì nó sẽ chạm lại cái mốc Fibonacci thối lui nha mọi người ha. Mọi người lưu ý, và khi chạm những khu vực này thì nó sẽ có những cái trạng thái bị rung đất rất là mạnh ha. Còn cái trạng thái là phiên ngày hôm nay á, là VON nó cũng vào rất là thuyết phục đối với lại VN30. Cụ thể là sao ạ? Cụ thể là VON ngày hôm nay là nó vượt luôn trung bình của 20 phiên. Tuy nhiên á, cái tỷ lệ mà nó vượt thì nó cũng không có bao nhiêu phần trăm cả. Nó chỉ cách khoảng một rất là ít thôi mọi người ha. Mọi người có thể nhìn trên màn hình nè. Rồi, như vậy tóm gọn lại là ngày hôm nay chúng ta thấy là câu chuyện của VN Index, VN30 và VN30F1M hiện tại nó cũng đúng như cái phiên ngày hôm qua, là mình đang thấy nó có những cái dấu hiệu tích cực ha mọi người ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn trên màn hình ha. Ngày hôm nay là 14.425 tỷ, ok. Nói chung thì phiên này cũng khá là tích cực ha. Và dòng tiền nó gần như đóng cửa, gần như là cao nhất trong phiên. Còn đối với cái sự biến động của nhóm ngành thì chúng ta sẽ tập trung đi coi nhóm là ngân hàng ngày hôm nay ha mọi người. VN30 ngày hôm nay á là 23 ông tăng điểm và chỉ có 5 ông giảm. Ngày hôm qua mình nhớ không nhầm là chỉ có 4 ông đỏ ha, và 26 ông tăng. 5 ông đỏ này ngày hôm nay là có sự điều chỉnh của nhóm chứng khoán, tức là SSA 1.3%. Hòa Phát ngày hôm nay là cũng tiếp tục là điều chỉnh nhẹ lại là 1.7%. Hôm qua hình như ông này là tăng 5.7% đúng không mọi người. Rồi Novaland ngày hôm qua là tăng, hôm nay trả điểm nha. Nó và Vinamilk, và cuối cùng là Vic, họ nhà Bắc Vượng. Nói chung là ông Novaland ngày hôm qua tăng thì ngày hôm nay trả.
Ông Hòa Phát ngày hôm qua là tăng thì ngày hôm nay là điều chỉnh nhẹ. Ông SSI cũng tương tự như vậy ha mọi người. Còn bản chất ngày hôm nay là dòng tiền tập trung rất là mạnh ở nhóm là VN30, cụ thể là nhóm banh. Trong đó là STB chiếm kéo là 4.9% ha. Rồi VPBank kéo là 3.8%, CTG ngày hôm nay có những trạng thái CTG đạt được khoảng là bao nhiêu mọi người? Có những lúc là ông này đã chạm trần ha. Và ngày hôm nay là CTG mua ròng khoảng 4 triệu cổ phiếu. Ok chưa mọi người? Tiếp tục ngày hôm nay yếu tố tích cực là đến từ Techcombank, rồi MWG gần như hôm nay đóng cửa là cao nhất trong phiên 72.800 đồng một cổ phiếu à. Đó, và BIDV tiếp tục ngày hôm nay cũng một cái trạng thái là đóng trần. Nói chung dòng tiền ngày hôm nay nó kéo rất là mạnh ở banh à mọi người. Chứng khoán thì nó chỉ giảm nhẹ. Ok, một cái pha điều chỉnh. Rồi. Bất động sản ngày hôm nay chúng ta phải kể đến là cái sự tăng điểm của là Đít, của Sale, của Long Điền Gấp, đúng không ạ? Rồi của ai nữa ạ? Đất Xanh ngày hôm nay như thế nào ta? Đất Xanh ngày hôm nay thì tăng nhẹ ha. Rồi FLC đó, nói chung là những cái mã này. OGC là nói chung mấy ông này thì ông đầu cơ thì mình không nói làm gì, nhưng mà bên cạnh đó là rất là nhiều cái câu chuyện của cổ phiếu, như ngay cả như DRH ha, một thời là cũng đầu cơ rất là mạnh, ngày hôm nay là tăng khoảng 6.2% à mọi người. Chỉ có Vinhome là những cổ phiếu mà đầu yếu tố cơ bản rất là ổn định nhưng mà tăng có 0.5% ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lần lượt từng nhóm, từng cái, có lẽ là chúng ta sẽ tập trung nhóm ngân hàng, nhóm đất bất động sản trước ha. Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ tập trung những cái nhóm banh đi ha. Rồi nhóm banh ngày hôm nay mọi người ạ. Đầu tiên là STB. STB thì hiện tại là cổ phiếu này nó đang chạm lại khu vực kháng cự ha mọi người ha. Thì mọi người nên lưu ý khu vực kháng cự này là mốc 23, mọi người nên hạ tỷ trọng cho nó an toàn nha, rồi tính tiếp. Ha mọi người. MBB. MBB hiện tại thì thật sự mà nói ngày hôm nay là gần như chạm lại cái gì ạ? Cái đường MA. MA bao nhiêu mọi người? Để mình bỏ này cho nó dễ hình dung nè. Ngày hôm nay gần như chạm lại MA20 và nó có một cái lực bán, và gần như ông này lắp được cái gap này rồi. Ai cầm hàng thì người ta sẽ hạ tỷ trọng, còn mua mới hiện tại là thật sự mà nói ha. Các bạn là nếu trường hợp các bạn mua mới thì các bạn nên chờ nó có những cái pha rung rũ á, thì nó có thể nó test ở lại vùng giá khoảng 24.2 hoặc là 24 hay không. Thì cái hỗ trợ cái đấy, có lẽ là đấy là đầu tiên là đấy thứ nhất nè, quan trọng nó phải tạo được một cái đáy thứ hai nha mọi người ha, là sau đó mọi người hãy nên mua. Còn hiện tại là cổ phiếu này nó chạm lại những cái vùng vùng hồi Fibonacci kỹ thuật rồi, thì các bạn là ai cầm hàng thì nên là hạ tỷ trọng cho nó an toàn. Tiếp tục VPBank. VPBank là ngày hôm nay là chạm lại ngay cái mốc là gì ạ? 29 chấm mít đến 30 nè ha mọi người ha, và nó chạm ngay khu vực bên đây thì nó sẽ có một cái lực bán tiềm năng của cổ phiếu này. Quan trọng là ngày hôm nay nếu như trường hợp nó kéo tăng như vậy thì cái hỗ trợ trước mắt của nó là ở đâu mọi người ạ? Là cái vùng giá khoảng 29.3. Hiện tại VPBank thì nó còn tiềm cận rất là gần đối với lại cái trục ở đường MA50, thì có lẽ là 31.5. Nếu trường hợp mọi người có thật sự có muốn mua thì mọi người nên hình dung là đây là cái đáy thứ nhất nè, đây là cái đáy thứ hai chẳng hạn. Thì bây giờ vô hình chung nha, nếu trường hợp nó test trở lại những vùng hỗ trợ như là khoảng 29.5 ha, 29.5 chẳng hạn, đúng không ạ? Và nó phải tạo thành một cái nền ổn định thì mọi người có khả năng là mọi người mua, nhưng khi mọi người mua thăm dò thôi nha, bởi vì nếu trường hợp nó lủng đáy này thì mọi người phải bán, chứ không nó sẽ test trở lại về đáy sâu dưới này nha. Đó, nói chung là kịch bản đối với những cổ phiếu này thì nó vẫn đang nằm dưới những đường EMA 50 thì mình lại không ưu tiên. Đối với trường hợp của CTG ngày hôm nay á, là sao ạ? Là CTG ngày hôm nay lại mạnh. Đối với lại nhóm banh thì CTG ngày hôm nay là ổn định, bởi vì sao ạ? Lần bởi vì nó đang test và nó đánh rất là mạnh kéo lại đường EMA 50, thì quan trọng là khi nó kéo xong và nó kéo làm sao những cái đường EMA ngắn hạn, EMA 10, EMA 20 nó kéo dần dần thịnh tiến lên và nó cắt lên á mọi người ha, thì lúc đó mọi người mua cũng được. Và mọi người đang hãy để là ông này trong cái bộ máy quan sát nha, bởi vì trong này rõ ràng là hiện tại có những cổ phiếu ông này đang mạnh là đang kéo qua đường EMA 50 rồi ha mọi người. Còn đây là cái đáy thứ nhất nè, đây là cái vùng đáy thứ hai là quanh quanh ở khu vực là 24.6 ha. Techcombank ngày hôm nay cũng kéo điểm mạnh nha mọi người. Tuy nhiên thì cái Techcombank hiện tại nó đang vận động trong một cái xu thế là tạo thành một cái hộp như thế này ha. Còn hiện tại là nó đã đánh tăng như thế này rồi thì mọi người cũng nên là bình tĩnh, chứ không là Von thật sự ngày hôm nay nó cũng chưa thuyết phục nó lắm nha mọi người ha. Nó vẫn chỉ trên trung bình một tí xíu thôi ha, và nó sẽ co giật liên tục. BIDV ngày hôm nay thì thật sự là có vol đúng không mọi người ha, thật sự là có vol. Tuy nhiên nó vẫn đang tiếp tục là dưới những cái vùng là lực cung rất là tiềm năng, cụ thể là một cái khối lượng rất là dày nuôi bên đây nè. Thì quan trọng là nếu trường hợp mà nó có kéo trở lại những vùng giá khoảng 34.5 đến khu vực là 35 thì gặp cản mọi người nên chốt nha.
ai cầm cổ phiếu banh mọi người nên lưu ý ha. Rồi, đó là nhóm banh. Nhóm thứ hai là nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán ngày hôm nay là VND. VND ngày hôm nay là đang tạo thành một cái cây nến lưỡng lự nha mọi người ha. Đó, và chúng ta sẽ xem xét thử là ông này đã hồi lại được bao nhiêu phần trăm. Mọi người lưu ý là hiện tại VND nó đang hồi lại gần như 0.3 0.3 top 2 là chạm ngay khu vực giá 18.x đến 19 đó mọi người ạ. Thì nó sẽ có hiện tượng là bán chốt lời đúng không ạ? Thì đối với trong một cái nhịp như thế này nha mọi người, mọi người lưu ý nha, đối với một cái trạng thái mà khi những cổ phiếu mọi người mà đánh ở những tuyến dưới á, mọi người bắt đáy, thì mọi người lưu ý là mọi người mua vì lý do gì, mọi người bán vì lý do đó nha. Mọi người mua để mọi người lướt sóng thì mọi người hãy nên là tập trung vào câu chuyện lướt sóng. Mọi người mua với trạng thái là tích sản thì mọi người sẽ tập trung vào câu chuyện của tích sản. Mọi người mua với trạng thái là sao ạ, để là mua đúng điểm mua thì mọi người hãy nên là thực hành đúng như vậy, chứ không mọi người sẽ vô hình, mọi người sẽ bị rối loạn luôn. Đến lúc mà cổ phiếu của mọi người mua về có lãi, mọi người lại không chốt, và từ từ nó bị bào dần và mọi người sẽ bị gãy luôn. Thì lúc đó mọi người sẽ rơi vào cái trạng thái là mọi người sẽ bị tiến thoái lưỡng nan nha. Cái này mình gặp rất là nhiều rồi ha mọi người ha. Rất là nhiều người bị dính cái cú này nè ha. Ok, thì đối với lại ông này, ông đang có một cái cây nến, và ngày hôm nay Von cũng rất là quyết liệt, và thật sự mà nói nó đang thể hiện một cái trạng thái là ngày hôm nay là ông này đã lắp được cái gáp này rồi nha. Hôm qua đã lắp gáp rồi và hôm nay là một trạng thái là giao dịch lưỡng lự. Còn nếu mà thật sự mà an toàn thì ai mà cầm ở đây thì người ta sẽ hạ bớt, đúng không ạ? Tại vì không thể nào thiên tài để chúng ta đoán định được. Nhưng là nếu trường hợp mà nó vẫn giữ được cái mốc sao ạ? Nếu trường hợp nó có đạp trở lại vùng giá khoảng 17.5 và giữ được ha, hoặc là giữ được cái đường EMA này nè. Tuy nhiên, cái đường EMA 10 hiện tại nó vẫn chưa có trạng thái là kéo lên, đúng không ạ mọi người? Nó phải vòng lên như thế này nè. Nó phải vòng lên nó thì ổn định ha. Thì cho nên trước mắt là bạn nào cầm những cổ phiếu này thì cũng nên có những cái tư duy là hạ tỷ trọng cho nó an toàn, còn ai mua thì nên chờ đợi ha, quan sát nó, phải tạo nền cho nó ổn định rồi mọi người hãy mua ha mọi người. Đối với là SSA cũng tương tự câu chuyện như vậy. SSA ngày hôm nay thì tạo thành một cây nến không phải lưỡng lự mà là một cây nến con quay nha, nếu nói về đúng thuật ngữ á. Tuy nhiên thì nó cũng một cái trạng thái ổn định, là nó không đóng nến quá xấu, tức là nó không vi phạm vào trong 1/2 hoặc là đóng dưới nến cái thằng này. Thì ai hiện tại chưa chốt lãi thì cứ tiếp tục cầm. Cái vol ngày hôm nay thì cũng thấp cho nên là cũng chưa nói được điều gì ha. Còn chuyện mua mới thì chúng ta chưa mua mới, chờ quan sát tạo này được mọi người hãy mua. Còn bán thì mọi người nên tiếp tục là vùng giá đầu tiên là khoảng chạm khoảng 19x đến 20x 20.2, vùng tiếp theo là quanh ở đâu mọi người ạ? 21x đến 22 nha. Rồi, tiếp tục cổ phiếu của HCM nha mọi người, là ngày hôm nay là tiếp tục tạo thành một cái cây nến là đôi di lưỡng lự nha mọi người. Và ông này ít nhất là ông này sẽ có một cái hỗ trợ rất là gần ở vùng giá bao nhiêu mọi người ạ? 20.8, tại vì nó đóng trên cái đường EMA 20 ha mọi người. Thì nếu trường hợp mà kịch bản nó vẫn tạo được một cái chỗ này và nó không thủng 20.8 thì rất là cao, nó sẽ test trở lại vùng giá khoảng 22.8 đến 23. Cho nên ai cầm cổ phiếu này thì cho nên, nhưng mà không có gì là chúng ta phải tham quá mức nha. Mọi người phải hỏi mọi người là mọi người mua những cổ phiếu này vì lý do gì ha. Còn nếu như trường hợp mọi người đầu tư á, thì khi mọi người có lãi mà trong cái tình huống mà khoảng được mười mấy phần trăm đến 20% từ dưới đáy lên thì mọi người nên biết làm gì rồi ha. Rồi, nhóm tiếp theo ngày hôm nay là cái nhóm bất động sản. Bất động sản là đít tím nè ha. Đít ngày hôm nay là tiếp tục vẫn thể hiện đít có một cái trạng thái là giống như cái phiên mà ở câu chuyện mình có nói là vào cổ phiếu tuần tới nha mọi người ha. Thì mình có trả lời mọi người á, nếu trường hợp cổ phiếu này nó có test trở lại cái đường đen, tức là quanh khu vực này nè ha, thì y như rằng là hôm qua nó kéo trở lại vùng giá này, nhưng mà nó chỉ còn khoảng 100-200 đồng thôi, thì nó thật sự á, mình có đặt mọi người á, đây là đáy thứ nhất, đây là đáy thứ hai chẳng hạn nha. Nếu trường hợp nó có test trở lại đáy thứ hai mà không thủng thì mọi người có thể là mua tiếp tục vẫn được. Còn nếu trường hợp mà nó hình thành đến đáy thứ hai rồi ha, thì á, có khả năng là nó sẽ rung rũ và nó sẽ lấy cái hỗ trợ stop loss gần nhất là đâu mọi người, 35.8 sẽ là cái hỗ trợ tiếp tục của này, nó sẽ nâng này đi lên và chúng ta sẽ lấy cái gì ạ? Lấy cái này để các bạn là làm cái target, để các bạn là take profit nha. Thì hiện tại ông này mà nếu như trường hợp mà giữ vững được cái mốc này thì khả năng rất là cao sẽ test kéo trở về vùng giá 41 đến 44. Cho nên ai cầm cổ phiếu của Đức là mọi người nên lưu ý nha. Tuy nhiên nó vẫn có một cái lực cung rất là mạnh bên đây, cho nên mọi người hạn chế bắt nha. Trừ khi là nó test trở lại những vùng hỗ trợ như là mình có nói á, nó an toàn thì mọi người mua. Còn không là mọi người nên chờ nó thể hiện những cái trạng thái kéo lên, nó có bị lực bán xuống hay không. Chứ bên đây một nùi nè ha. Và quan trọng là cổ phiếu này nó vẫn chưa có đường EMA 10 nó đang dốc lên ha mọi người.
Đối với ngày hôm nay thì CEO cũng vậy mọi người ạ. CEO ngày hôm nay thì giống như cái hộp giá mình có vẽ, thì quan trọng là chỗ hộp giá này nó có thể hiện là nó có đây nè, nó cũng sắp chạm là cái kháng cự đây rồi, vùng đáy trước đây nha, thì chắc cú nó sẽ có một cái lực bắn, lực hồi bắn xuống nè mọi người. Thì bây giờ có hai cái mốc mọi người sẽ TTB đối với những trường hợp mà bắt đáy, hoặc là đối với những trường hợp mà mọi người thả tỷ trọng á, là quanh khu vực là 30.8 đến khu vực là 33.6 nha. Đó sẽ có hai cái mốc giá như vậy. Rồi, GET của nhà họ Tuấn Mượt đúng không ạ? Thì ngày hôm nay là cổ phiếu GET này nó đang chạm lại khu vực kháng cự và nó hình thành một cái thế nến là VON thì thực sự ngày hôm nay vẫn chưa thuyết phục ha. Và rõ ràng nó sẽ có những cái trạng thái lưỡng lự của nhà đầu tư. Và ông này là chạm ngay khu vực 0.5, cho nên ai mà có nắm hàng thì nên là cụ thể hóa lợi nhuận nha. Còn khi mà mọi người mua thì bị lũng khoảng 5% là cắt khoảng bao nhiêu đó, cắt khoảng 50-50 cho nó an toàn, 10 thì mọi người bán hết, còn không là quy ra câu chuyện của 7-8% ha. Còn khi chốt lời thật sự mà nó phụ thuộc vào cái tâm lý, tính cách và con người của mọi người nữa nha. Cái này rất là quan trọng nha mọi người ạ. Rồi, nhóm bất động sản, nhóm thép. Nhóm thép rõ ràng ngày hôm nay là sau cái phiên mà Hòa Phát tăng thì ok, ông này ông test trở lại cái vùng giá khoảng là MA10 thì ông có hiện tượng là bật lên nha mọi người. Thì ít nhất là cổ phiếu này nó cho ta thấy có một cái trạng thái là RSA phân kỳ dương ha mọi người. Đây, RSA phân kỳ dương. Thì đối với những cái khu vực giá như thế này thì một là ông này ổng thủ được cái vùng giá khoảng 22, thì ai mà thật sự chưa có cổ phiếu mọi người nên dạng như thăm dò một tí thì cũng được. Còn đối với thật sự cái đấy mà sâu nhất của ông này mà có test ra lại á, thì mình nghĩ là quanh cái vùng giá bao nhiêu mọi người biết mà 21.3. Nếu trường hợp mà thị trường cực kỳ xấu thì nó mới test trở lại vùng giá này, còn không thì nó mình nghĩ nó sẽ giữ chân ở đâu đó quanh khu vực là 21 đến 22 là cùng mọi người ạ. Đó, cho nên là ai chưa có thì giải ngân một ít để mọi người ấy thôi. Đối với trường hợp mọi người có khẩu vị đối với dòng thép nha, thì hy vọng là ông này sẽ tạo được cái đáy ngắn hạn thì thị trường nó sẽ thuyết phục đi lên. Và cái gì ạ? Cái đường MA10 bắt đầu nó có hiện tượng là thoi thoải lên rồi nha, chứ không phải là hiện tượng là bị dốc xuống, giống như đích là bị dốc xuống nè. Đúng không ạ? Đích là liên tục bị dốc xuống nè, rồi sell cũng vậy nè ha, chưa có hiện tượng ấy. Nhưng mà cổ phiếu của gì ạ, Hòa Phát nó bắt đầu có hiện tượng là đang duỗi ra, bắt đầu là đang có trạng thái là o bế và đi ngang đó. Nam Kim thì cũng tương tự như vậy, ngày hôm nay là Nam Kim thì chạm ngay khu vực kháng cự lần thứ nhất. Cái vùng giá thứ hai mà mọi người chốt lại là mọi người lưu ý là quanh cái vùng giá khoảng 19.5 nha, ai cầm thì lưu ý. Hoa sen thì cũng tương tự như vậy ha. Hoa Sen thì ngày hôm nay là nói chung nó đạt được cái vị của chốt lời đối với những ai mà mua y bài luôn ha, nó sẽ chạm ngay 0.382 là 17.3 là mốc thứ nhất. Mốc thứ hai là 0.5 là rơi về khu vực giá khoảng 18.3. Mọi người làm đúng kịch bản và bên đây nó vẫn chạm những cái vùng đáy nha. Còn về trường hợp mua mới hiện tại là thật sự mà nói ông này chưa có một cái nền nào để mọi người mua đáy mua được nha. Nó phải tạo được những cái cây nến đó mọi người ạ. Nó phải tạo nền cái đã. Nó chưa hình thành được cái đáy thứ hai nha. Ok. Rồi, nhóm ngày hôm nay là nhóm thủy sản thì cái điều bất ngờ đến từ nhóm thủy sản nha. Nhóm thủy sản ngày hôm nay là CMX giảm tiếp tục nè ha. Tiếp tục thủng đáy và nó sẽ test trở lại để coi thử là nó có giữ được cái đáy này không. ANV ngày hôm nay là giảm sàn nha mọi người. Và mình có nói rất rõ là trường hợp nếu như ANV mà nó không thủ được cái vùng giá là khoảng 56 số tròn á là mọi người nên hạ. Ngày hôm nay là rõ ràng vừa nói xong là sao ạ? Ông này bị gãy nè ha. Đó, đối với những bạn mà thật sự chưa bán được thì các bạn là nên cân nhắc trường hợp nó có hồi test trở lại trong phiên thì mọi người nên hạ cho nó an toàn ha. Bởi vì hiện tại là bị bán sàn như thế này thì chúng ta cần phải quan sát ở vùng giá là 50 là cái cửa ải cuối cùng để xem thử là ông này có thủ được hay không. Chứ mà nếu như không thủ là rất là khả năng rất là cao là sợ nhất là ông này sẽ tạo thành mô hình là vai đầu vai nha mọi người. Ok chưa ạ? Đây, để mình xem luôn đây. Cái chỗ này nè mọi người ạ. Đó, nếu như trường hợp mà ANV không giữ được cái chỗ này thì nó sẽ bị red qua đường viền cổ nữa. Tức là đường viền cổ tiếng Anh gọi là neckline nha mọi người. Nếu như trường hợp mà không giữ được là rất là nguy cơ, ông này sẽ tạo thành mô hình vai đầu vai và sẽ bị test thủng rất là mạnh đó nha. Cho nên ai cầm là lưu ý. Đối với cổ phiếu thủy sản là tiếp tục Vĩnh Hòa nó vẫn trong một cái trạng thái là không mấy thuyết phục, để nó nói chung là vẫn tiếp tục xây nền và đâu đó nó phải test tạo lại cái đáy tiếp tục ha, để xem. Còn về trạng thái mua mới hiện tại là chúng ta cần phải là xem xét thử là ông này có về đây. Ví dụ nha, hôm nay thật sự mà nói đối với Vĩnh Hoàng cũng là một cái cây nến rút chân ha mọi người, một cây nến rút chân và có vol. Tuy nhiên thì
sao ạ, nó vẫn chưa đóng nến được trên những cái đường đường EMA10 và đường EMA20, còn trên khung nến khung tuần á là nó xấu ở chỗ như thế này nè các bạn ạ. Nó đã bị thủng luôn đường EMA10 và thủng luôn đường EMA20, cho nên cái vùng cản bây giờ lớn nhất của VHC là ở vùng giá khoảng bao nhiêu? 93 nha mọi người nha. Nếu trường hợp mà không lấy lại cái vùng giá này thì rất là cao, ông này sẽ test tiếp tục nha mọi người. Mọi người lưu ý cầm thì mọi người nên tập trung nha. Rồi, đối với nhóm thủy sản, nhóm dịch may ngày hôm nay có một cái cổ phiếu mình rất là lưu ý, đó là sao ạ? TNG, các bạn lưu ý nha. Ngày hôm nay thật sự mà nói, nếu nói về RSA thì ông này đang đạt được cái điều kiện thứ nhất là RSA nó có một cái hiện tượng là red trend line nha. Thì ok, và mình cũng đang đưa ông này vào trong diện quan sát thì, về yếu tố kỹ thuật á, thì ngày hôm nay thật sự mà nói nó đang chạm lại đường trend line mà nó không bật qua được. Thì quan trọng nếu trường hợp ngày hôm nay á nó có vol mà nó giữ được cái vùng giá trên 31.932 mọi người ạ, thì rất là thuyết phục. Tuy nhiên ngày hôm nay thì ông này lại bị đáp trả trở lại. Nhưng mà với một cái sự vận động như thế này thì mình cũng rất là kỳ vọng, bởi vì RSA nó đang báo một tín hiệu sớm là ông này đã phá được cái đường trend line này rồi, phá được một cái xu hướng mới. Thì hy vọng là ông này mà giữ được vùng giá này thì bây giờ nếu trường hợp các bạn ha có mua, một là các bạn chỉ mua trường hợp khi nào nó test trở lại những hỗ trợ như là vùng giá khoảng 3, đây nè, quanh khoảng 30x á, thì các bạn mua được là dạng như mua thăm dò. Còn không á, không mua thấp thì các bạn phải chấp nhận mua cao. Có nghĩa là sao ạ? Ông phải red qua luôn cái đường trend line này cho tôi đi ha. Là lúc đó là các bạn vô 1/3 vị thế, và những cổ phiếu này nó đang trên những đường EMA50 và nó đang có bề mặt sáng hơn nha, cho nên nó rất là dễ. Đó, đối với là còn VGT thì vẫn tiếp tục là nằm mãi mãi tuổi thanh xuân ha, mãi mãi tuổi 18. Mình nghe mọi người hay chọc vậy đó. Mình sẽ không ưu tiên như vậy bởi vì nó đang nằm ở vùng dưới. Dịch may phân bón, lưu ý ngày hôm nay là phân bón cũng là một cái câu chuyện nhức nhối, và đạm Cà Mau tiếp tục là sao ạ? Mình nói rất là rõ rồi, đạm Cà Mau á, hiện tại mà nói là nó sao ạ? Nó đã sau cái phiên, thật sự mà nói nếu nói về vai đầu vai thì nó cũng còn rất là xa, nhưng nếu nói về mô hình là một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh này mọi người ha. Trường hợp nếu như nói về vai đầu vai thì ông vô tình ông này ông sẽ tạo thành một cái đường neckline là đường nằm ngang ha, thì nó phải còn rất là xa nữa nó sẽ test trở về đây. Tuy nhiên trạng thái rất là tiêu cực ngày hôm nay là ông này vẫn tiếp tục thủng đáy, và có khả năng rất là cao là ông này sẽ tìm lại những vùng giá dưới này. Còn ai mà hiện tại ngày hôm nay là cũng là một cái pha thoát hàng nữa nè. Còn đối với mua mới hiện tại là không ưu tiên mua mới nha mọi người nha, mua rất là nguy hiểm, cẩn thận nha. Và cái đường Bollinger Band bắt đầu là kéo xuống rồi và đang mở ra theo cái hướng dưới này ha, khả năng là hết vị, cho nên cẩn thận mọi người ạ. Đạm Phú Mỹ thì nói chung nó theo câu chuyện của anh này. DCC là câu chuyện của gì ạ? Của hóa chất thì tiếp tục là chúng ta chỉ quan sát thôi nha, không mua mới lúc này mọi người ạ. Ngày hôm nay tiếp tục vẫn tạo một cái cây nến là không ổn nha mọi người, để xem xét thử là ông này trong 1-2 phiên tới, và đây chỉ còn là khoảng 2 ngày nữa là kết thúc tháng thứ 6 rồi, mọi người lưu ý nha. CSV thì ngày hôm nay quá xấu mọi người ạ, vẫn tiếp tục bị đập nữa, đúng không ạ? Vẫn tiếp tục giảm 3.56%, cho nên là rất là nguy hiểm, để xem thử ông này có tạo thành một cái mẫu hình gì không. Trước mắt thì ông này đã bị thủng những đáy này rồi, còn trên câu chuyện của khung nến tuần á, khung nến tuần là tiếp tục là vẫn tuần này là đã bị đạp gãy qua đường EMA50 rồi, cho nên nó cần một khoảng thời gian rất là lớn để nó hồi phục. Còn bây giờ trên khung nến một tuần thì rất là cao là ông này xác suất tạo thành cái gì ạ? Đây, nếu trường hợp là đây là một đường viền cổ, hoặc là chúng ta sẽ lấy đây đi ha, thì ông này đã gần như vai đầu vai nè mọi người ạ. Thì cái vai trái, vai đầu và vai phải nè ha, đó, cái right shoulder nè mọi người ha. Nếu trường hợp mà ông này cũng gãy luôn chỗ này thì rất là căng, là các bạn là không nên mua lúc này nữa ha, và chỉ còn ngồi ngó cái đã, từ từ bình tĩnh. Còn nếu trường hợp nó giữ được trend line và bắt đầu nó đánh kéo lên lại thì nó ổn định cho cái nhịp sau ha mọi người, hạn chế trung bình giá. Và đặc biệt là có đứa em của mình là ở Huế là cũng nên lưu ý nha Huy nha. Rồi, ngày hôm nay là nhóm điện, ví dụ như là Ri thì ngày hôm nay là trạng thái là tiếp tục là đi ngang và tạo thành một cái pha gì đó, có khả năng là ông này chạm ngay vùng kháng cự và hàng bắt đáy trở về, cho nên là tiếp tục chúng ta ngồi quan sát ha. Còn kịch bản là ông này cũng rất là gần cái vùng giá này, thì để xem thử đối với lại nhóm này nó sẽ vận động như thế nào. Còn hiện tại bán thì mình cũng, nếu như đối với những ai mà bắt đáy á, thì người ta kỳ vọng theo lợi nhuận người ta sẽ bán rồi ha. Còn xem thử nó sẽ vận động như thế nào. Tại vì có ba cái cây mà sàn như ba cái cây mà giảm giá rất là mạnh như thế này cũng khá là căng ha mọi người ha. Còn trường hợp bây giờ là khả năng cái hỗ trợ gần nhất là vùng giá khoảng 80 mấy mọi người, 84.5 đi ha. Trên khung nến 1 giờ để mình xem thử.
Ok, trên không đến 1 giờ thì ông này là chạm ngay vùng giá 84 số tròn đi ha, là ông này sẽ bật lại để xem ha. Nhưng mà trên không đến 1 giờ bắt đầu nó có hiện tượng là không phá qua được cái RS của đường EMA 50, tức là vùng giá khoảng 89-90 nha, thì nó có hiện tượng bị bắn xuống. Gap ngày hôm nay mọi người ạ, gap ngày hôm nay cũng thể hiện rất là tốt, nhưng mà cuối phiên là bắt đầu là tạo thành một cái trạng thái lưỡng lự. Nếu như đối với những ai mà chưa có cổ phiếu này, mình ví dụ nha, mà các bạn thật sự là có muốn mua thì nên lưu ý là chỉ được phép mua nào, một á, là trạng thái như nó có test trở lại cái vùng hỗ trợ khoảng 23x nè, còn không là chấp nhận là để cho nó qua đỉnh luôn, các bạn mua mua cao các bạn cho nó đỡ rủi ro nha, giống như câu chuyện của TNG á đó. Một là mua, và mua thì mua thăm dò 1/3, 1/4 gì đó thôi ha, ok cho nó an toàn, chứ bây giờ cũng 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 chưa biết đâu mà lần. Còn nếu trường hợp mà nó bùng nổ tiếp tục thì ok, nó xác nhận đây là một cái đáy rất là mạnh, một cái hỗ trợ rất là mạnh nè, quanh quanh vùng giá khoảng 22.7 đến 23.3 mọi người ạ, là một cái hỗ trợ rất là mạnh của cổ phiếu này. BC1 ngày hôm nay thì đầu phiên đang xanh và cuối phiên nó bắt đầu tạo thành một cái nến lưỡng lự ha, và tiếp tục là một trạng thái đi ngang, hấp thụ được những cái, nó tiếp tục là nó hấp thụ những cái pha mà người ta đã mua bắt đáy nè ha, vẫn tiếp tục là nắm giữ thôi. Còn bây giờ cái hỗ trợ rất là gần ở đâu mọi người, 37.5 ha mọi người, ngày hôm nay chạm lại và bắt đầu là kéo lên lại ha. Có một cái điều xấu là đừng có bao giờ nó tạo thành một cái giao cắt nguy hiểm là đường EMA 10, cắt đường EMA 20 nha. Rồi MWG ngày hôm nay là một cái điểm sáng nè. Ok, MWG ngày hôm nay là một cái điểm sáng, và nhưng tuy nhiên thì cái điểm mua hiện tại thực sự mà nói, nếu trường hợp mà các bạn có mạo hiểm thì ví dụ như test trở lại 1/2 cái nến này hoặc là hỗ trợ thì các bạn là mạo hiểm thôi, mạo hiểm là mua thăm dò thôi nha. Ok, hoặc là trên cái khung nến 1 giờ thì ngày hôm nay ông này ông test lại vùng giá khoảng 71, bắt đầu là ông có một cái lực kéo ha. Bây giờ nếu như trên khung nến 1 giờ là đáy thứ nhất, đáy thứ hai, đáy thứ ba này mọi người ạ, thì ông này cũng hình thành được cái ba cái đáy đúng không ạ, và nó đang có một cái hiện tượng là đáy sau đang cao hơn. Thì quan trọng là cái hỗ trợ, cái kháng cự gần nhất của ông này là ở vùng giá khoảng 73.8. Ai chưa mua thì dạng như mua thăm dò cho có lệ thôi nha, chứ cũng chưa biết đâu mà lần ha. Còn nếu trường hợp mà có phiên bùng nổ theo đà thì mọi người tiếp tục giải ngân khoảng 1/3 ha. Rồi, FPT ngày hôm nay cũng là một cái điểm sáng của mọi người. FPT ngày hôm nay là tạo thành một cái nến rút chân khá là đẹp và có những trạng thái trong phiên bị đạp do cái gì ạ? Do cái việc chốt lời đúng không ạ? Kéo về 87 và bắt đầu là kéo lên. Thì hiện tại là có lẽ là cái hỗ trợ gần nhất của ông này là quanh vùng giá khoảng 87. BNG ngày hôm nay là ok, vẫn tiếp tục là neo được cái giá này ha mọi người, vẫn ổn. Và đối với những trạng thái mà ai chưa, ví dụ như ha, bây giờ một là nó phải test trở lại 1/2 hoặc là test trở lại cái vùng 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 này nè, mình ví dụ đây cái hỗ trợ ở đây, còn không á nó phải xây nền ở đây và bắt đầu khi nó bật tăng lên lại á mọi người ạ, thì lúc đó là mọi người ai chưa có hàng thì thật sự mà nói mua mà không ngại rủi ro, mua mà mua vượt đỉnh nha, thì mọi người có thể là thăm dò khoảng 1/4, 1/3 gì đó cũng được, tại vì bản chất cổ phiếu này đang mạnh, rất là mạnh so với thị trường chung. Tiếp tục là ông gas, nhóm nhóm dầu khí mọi người ạ. Nhóm dầu khí ngày hôm nay là tiếp tục là một cái trạng thái là đi ngang, đang tiếp tục xây nền ha. BSR hiện tại ok, phiên này tạm ổn, là ông này có von cũng vừa phải thôi, nhưng mà ngày hôm nay là đang đóng nến trên khu vực vùng giá này, vẫn chưa có yếu tố gì gọi là bị bán. Nó tùy vào cái target lợi nhuận, nếu như trường hợp mọi người bắt ở đây, mọi người kéo lên đây thì mọi người sẽ chốt lời ha. Còn ai chưa mua thì thật sự mà nói hiện tại mọi người nên nên đợi chờ nó phản ứng như thế nào có đỡ nha, chứ không là dính đọt tiếp tục, bình tĩnh. Rồi, như vậy là mình đã thông qua cái câu chuyện phân tích thị trường ngày hôm nay. Ai có câu hỏi gì mọi người ơi, mọi người hãy đặt ở bên dưới nha. Còn hiện tại thì ok, đối với hiện tại là phái sinh là đang tiếp tục là long nha mọi người nha, hiện tại là đang gần như up khoảng 200 điểm. Thị trường thế giới vẫn đang đang khá là ổn định. Cánh US 30 đang long là 193 điểm ha, và Đức, Anh, Pháp rồi là Tây Âu, châu Âu hiện tại là đang rất là ok. Và mọi người lưu ý là đối với lại sắp tới là chúng ta đang vào những cái ngày cuối cùng trong tháng tháng 6 và nó bước qua tháng 7 là nó sẽ có những kỳ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ha mọi người ha, của quý 2. Và mọi người là cũng nên lưu ý những cái trạng thái mọi người thăm dò, mọi người đánh cổ phiếu nó phải bình tĩnh ha. Còn quan trọng bây giờ thị trường tiếp tục vẫn có một cái tín hiệu tích cực, và mọi người hãy lưu ý là chúng ta đang chờ một cái phiên là bùng nổ theo đà đúng ý, đúng giá trị của nó nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha, bye bye. Mọi người có câu hỏi thì hãy để lại bình luận ở dưới video nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký nha.